Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một số vấn đề liên quan đến viêm gan B mãn. Đầu tiên thì cái bài ngày hôm nay á, mình sẽ chia sẻ là điều trị viêm gan B mãn trên một số đối tượng đặc biệt. Theo những cái cập nhật mới cho đến năm 2023, thì chúng ta đã biết là viêm gan B á, mãn là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh gan, cũng như là gây ra gánh nặng đáng kể cho nền y tế và nền kinh tế. Và viêm gan B mãn thì nó sẽ dẫn đến xơ hóa gan, xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan nếu mà chúng ta không có điều trị kịp thời, cũng như là có một cái chế độ theo dõi tầm soát định kỳ. Đối với các đối tượng đặc biệt á, thì người bệnh có những cái chỉ định điều trị, có cái thời gian điều trị và cái độ an toàn thuốc kháng virus khá là khác nhau và khác với cái đối tượng bình thường. Các đối tượng đặc biệt mà được mình thảo luận ngày hôm nay á, tập trung vào những người mà được chẩn đoán là xơ gan, hay là mình làm cái siêu âm đàn hồi hay trả lời là F4, những bệnh nhân có bệnh lý thận mãn, đồng nhiễm, viêm gan B, viêm gan C và biểu hiện ngoài gan. Còn những đối tượng khác thì mình sẽ trình bày trong cái phần thứ hai. Đầu tiên là cái đối tượng là được chẩn đoán là xơ gan hay là F4. Thì chúng ta nhớ rằng là xơ gan khi mà nó có triệu chứng trên lâm sàng, tức là vàng da, bán bụng, vân vân á, thì được gọi là xơ gan mất bù, là decompensated cirrhosis. Thì những trường hợp mất bù như vậy thì khi chúng ta điều trị á, thì nó hầu như là nó không phục hồi hoàn toàn được, tức là nó không bao giờ nó lùi lại được cái xơ gan. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta phát hiện sớm xơ gan ở giai đoạn còn bù, tức là compensated cirrhosis, thì chúng ta có thể đẩy lùi được từ F4 xuống F3, F2. Do đó mà mình có thể là giảm được những cái biến chứng do xơ gan đưa ra. Trong cái chẩn đoán xơ gan còn bù khá là khó khăn, tại vì hầu như là không có triệu chứng và các xét nghiệm thường là trong giới hạn bình thường. Chúng ta cần lưu ý là khi mà chúng ta thấy cái tỷ số AST, GALT lớn hơn 1 và cái tiểu cầu nó dưới 150.000 thì trên 1 ml á, thì chúng ta lưu ý có thể xơ gan và chúng ta sẽ tính EPRI hoặc chúng ta đo độ đàn hồi gan bằng FibroScan vân vân, và nếu kết quả nó ra là F4 thì có khả năng đó là xơ gan. Thì đối với bệnh nhân xơ gan á, thì có chỉ định hoàn toàn trong cái điều trị kháng virus, từ xơ gan còn bù cho đến mất bù, thậm chí bệnh nhân đã ghép gan luôn, thì cái điều trị kháng virus nó cực kỳ quan trọng. Đối với bệnh nhân còn bù thì khi chúng ta điều trị thì nó giảm tỷ lệ mất bù và thậm chí nó lùi lại được cả giai đoạn F4 xuống F3, tức là hết xơ gan. Từ cái xơ gan còn bù á, mất bù á, thì khi chúng ta điều trị kháng virus thì nó cải thiện được cái khả năng sống còn trong thời gian mà chờ ghép gan, khả năng mà loại trừ virus ra khỏi hoàn toàn trong máu, tức là virus âm tính á, định tải lượng HBV-DNA âm tính á, thì nó trước khi ghép tạng, đặc biệt là ghép gan á, thì nó tránh cho sự tái phát của cái ghép ung thư gan hoặc là những cái tái phát do sau khi ghép tạng. Và như vậy thì đối với bệnh nhân ghép tạng thì nó giúp cho mình bệnh nhân không bị tái hoặc tái phát trở lại viêm gan B và viêm gan C. Thì đó là những cái mà lợi điểm khi chúng ta điều trị trên bệnh nhân xơ gan. Thì cái chỉ định điều trị trên bệnh nhân xơ gan như thế nào? Thì đây là tổng hợp những cái chỉ định của các hiệp hội trên thế giới, các hiệp hội nghiên cứu bệnh gan của Hàn Quốc, của Mỹ, của châu Âu và của châu Á Thái Bình Dương. Thì chúng ta để ý đối với xơ gan còn bù á, thì đối với Hàn Quốc là điều trị khi mà ngưỡng HBV-DNA trên 2.000 đơn vị trên ml, không quan tâm đến men gan. Đối với Mỹ á, thì cũng trên 2.000 giống như của Hàn Quốc và không quan tâm đến men gan là bao nhiêu. Cái này nó giúp cho người bác sĩ cần phải lưu ý. Lý do là rất là nhiều bệnh nhân đã được xơ gan rồi, tuy nhiên không được điều trị với lý do là men gan bình thường. Thì chúng ta nhớ rằng là đối với bệnh nhân là xơ gan rồi thì chúng ta không quan tâm men gan nữa, mà chỉ cần tải lượng virus nó đạt tùy theo cái hướng dẫn của các hiệp hội trên thế giới. Tuy nhiên, đối với châu Á Thái Bình Dương á, thì chỉ cần chúng ta định lượng và phát hiện được HBV-DNA thì chúng ta điều trị bất chấp men gan là bao nhiêu, bất chấp bệnh nhân này là xơ gan còn bù hay là xơ gan mất bù. Đối với châu Á Thái Bình Dương thì cũng giống như của Hàn Quốc và châu Âu, tức là trên 2.000 đơn vị và không quan tâm đến men gan. Ở Việt Nam chúng ta thì có hướng dẫn điều trị viêm gan B trên bệnh nhân xơ gan, thì tôi cũng là một trong những thành viên tham gia viết cái hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Thì chúng ta áp dụng theo tiêu chuẩn của châu Âu cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới. Khi chúng ta đã được chẩn đoán là xơ hóa F4
thì bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng virus. Nếu HBV-DNA phát hiện được, chúng ta không quan tâm ngưỡng bao nhiêu và cái men gan là bao nhiêu, cũng như là xơ gan còn bù hay mất bù và HBe AG dương hay âm, thì chúng ta sẽ áp dụng phương pháp này, cái chỉ định này. Còn đối với xơ gan mất bù á, thì là ở Hàn Quốc thì họ điều trị khi phát hiện HBV-DNA, họ không quan tâm đến các yếu tố khác, đặc biệt là men gan. Và ở Mỹ thì cũng vậy thôi, họ điều trị khi mà khi mà phát hiện được HBV-DNA, không quan tâm đến cái ngưỡng HBV-DNA là bao nhiêu, HBe là dương hay âm hay là men gan. Đối với châu Âu một lần nữa thì họ cũng điều trị ngay lập tức đối với những cái thuốc kháng virus mà có hàng rào bảo vệ cao với đề kháng. Và đối với châu Á Thái Bình Dương cũng vậy. Tóm lại là đối với bệnh nhân mà xơ gan mất bù, tức là người bệnh đã có triệu chứng vàng da, bán bụng, hoặc là bệnh ở gan, hoặc là xuất huyết do vỡ dạ tĩnh mạch thực quản, hoặc là phân loại TYPE là B và C á, thì chúng ta điều trị ngay khi chúng ta phát hiện HBV-DNA. Đây cũng là cái hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam mình. Đây là một cái nghiên cứu vào năm 2022 trong cái hội nghị của nghiên cứu bệnh gan của của Mỹ, thì họ thấy rằng cái nguy cơ mà ung thư biểu mô tế bào gan ở bệnh nhân mà không điều trị với cái ngưỡng virus thấp và xơ gan còn bù thì nó sẽ giảm hơn so với bệnh nhân mà không được điều trị. Ở đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là ở những bệnh nhân có ngưỡng virus thấp, tức là cái ngưỡng virus mà nó dưới 2.000, tức là cái ngưỡng mà của Hàn Quốc, của châu Âu, của châu Á Thái Bình Dương không khuyến cáo điều trị xơ gan còn bù, thì người ta thấy rằng nếu mà ở cái nhóm mà có ngưỡng virus thấp dưới 2.000 nhưng chúng ta điều trị kháng virus, thì so với cái nhóm chứng là không điều trị thì nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan ở cái nhóm không điều trị sẽ gấp 2 lần, tức là hazard ratio là 2,16 so với nhóm được điều trị. Chính vì vậy mà ở châu Âu và cũng như ở Bộ Y tế nước ta cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới thì họ khuyến cáo đã là xơ gan, cho dù còn bù thì cái ngưỡng virus bao nhiêu chúng ta cũng điều trị, không bắt buộc phải trên 2.000. Đây là một nghiên cứu khá là mới. Và bắt đầu từ năm 2022 thì cái Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan của Hoa Kỳ AASLD cũng đã đưa ra một cái khuyến cáo khá là mới liên quan đến những trường hợp xơ gan có ngưỡng virus thấp. Và họ cho rằng giống như chúng ta, guideline của Bộ Y tế Việt Nam là xơ gan còn bù nếu ngưỡng virus phát hiện được cho dù nó dưới 2.000 đơn vị trên ml thì chúng ta vẫn điều trị kháng virus để làm giảm nguy cơ mất bù bất chấp men gan. Và đối với những bệnh nhân mà xơ gan mất bù mà HBsAg dương tính, cho dù chúng ta không phát hiện được HBV-DNA, không quan tâm đến tình trạng HBeAg dương hay âm, men gan là bao nhiêu, thì chúng ta cũng có chỉ định điều trị để làm giảm nguy cơ các biến chứng liên quan đến gan. Tóm lại là xơ gan còn bù thì phát hiện virus chúng ta điều trị, xơ gan mất bù HBV-DNA không phát hiện được nhưng HBsAg dương tính thì chúng ta vẫn có chỉ định điều trị kháng virus theo khuyến cáo mới của Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ năm 2022. Chúng ta qua nhóm thứ hai là nhóm bệnh thận mãn. Rất nhiều bệnh nhân của chúng ta không được tầm soát tổn thương thận do HBV. Do đó mà một số bệnh nhân họ đến khám thận thì đã họ đỡ giai đoạn là bệnh thận giai đoạn cuối rồi, thậm chí là trong bệnh cảnh hội chứng thận hư vân vân. Thì là đúng ra là tất cả những bệnh nhân nhiễm viêm gan B mãn thì chúng ta đều phải làm tổng thể nước tiểu ha, ít nhất là chức năng thận để chúng ta xem có cái tổn thương như thế nào. Thì là đối với những người mà có bệnh lý thận hoặc là bệnh lý về xương, tức là bệnh thận về xương do bất cứ nguyên nhân gì đi chứ không phải chỉ có viêm gan B, thì chúng ta điều trị thuốc như thế nào? Thì theo các hướng dẫn của Hàn Quốc, của Mỹ, của châu Âu, của châu Á Thái Bình Dương thì cái thuốc mà chọn lựa là chúng ta nên chọn những cái thuốc mà ít ảnh hưởng đến thận như entecavir và tenofovir alafenib, liều nó là 200 mg, khác với TDF là 300. Thì đối với bệnh nhân mà có bệnh lý thận hoặc xương thì chúng ta nên chọn lựa entecavir và tenofovir alafenamide, thì nó tốt hơn là khi chúng ta sử dụng TDF vì nó có những cái nguy cơ kéo dài trên bệnh thận và bệnh xương. Ezon cũng vậy, tức là của châu Âu cũng vậy, họ cũng chọn entecavir và TAF ha.
đặc biệt cho những cái người trên 60 tuổi có bệnh xương hoặc là bệnh lý thận. Alprazolam cũng vậy. Alprazolam thì nó lại chưa có cập nhập về cái vấn đề tenofovir alafenamide mà cũng khuyến cáo sử dụng entecavir. Đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh thận và xương mà trước đó chúng ta đang sử dụng những cái thuốc khác, ví dụ như tenofovir TDF 300 mg hay là lami hoặc là hoặc là adefovir vân vân á, thì chúng ta chuyển sang hết qua TAF. Chúng ta nên chuyển TAF hoặc là entecavir, nhưng mà thông thường thì một số nghiên cứu cho thấy rằng là chuyển sang TAF 25 mg á thì nó có khả năng mà làm giảm tải lượng virus này, chuyển đổi huyết thanh HBe này, giảm nguy cơ ung thư gan, nó tốt hơn so với entecavir. Của Mỹ, của châu Âu hay của Amazon đều vậy hết, tức là chúng ta có thể chuyển ở những bệnh nhân mà đang sử dụng những thuốc trước đây, chúng ta chuyển sang TAF hoặc là entecavir đối với những bệnh nhân có những cái rối loạn về chức năng thận hoặc là những bệnh lý về xương. Khi chúng ta tầm soát các bệnh lý thận ở bệnh nhân mà có nhiễm viêm gan B mãn á, thông thường thì chúng ta tầm soát hoặc là đôi khi là bác sĩ bên thận họ thử ra họ thấy HBs AG dương tính á, thì họ sẽ chuyển sang mình. Thì để chứng minh rằng là cái tổn thương thận có phải là do HBV hay không á, thì hiện nay chúng ta phải sinh thiết và chúng ta phải nhuộm hình quang miễn dịch vân vân. Thì đôi khi chúng ta không làm những cái động thái này, và tốt nhất là nếu chúng ta phát hiện được HBs AG dương tính trên bệnh nhân có bệnh lý thận thì chúng ta nghĩ rằng có khả năng cái virus B này nó gây ra tổn thương thận và chúng ta có thể can thiệp điều trị để hỗ trợ một phần và có thể là phục hồi luôn được cái bệnh lý về thận. Thực tế thì tôi cũng đã có một cái bệnh nhân là một bác sĩ, họ có viêm gan B mãn, tải lượng virus thì thấp, men gan bình thường, sơ hóa là F0, họ luôn thường có tiểu đạm và tiểu máu và không có tìm ra nguyên nhân, họ không điều trị. Nhưng mà sau đó thì tôi điều trị thì chỉ trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì hầu như là không còn tiểu máu và tiểu đạm nữa và chức năng thận hầu như là phục hồi hoàn toàn. Thì nếu mà bệnh nhân này mà có tổn thương về thận, nó có thể biểu hiện bằng tiểu đạm hoặc là tiểu máu, hoặc là biểu hiện bằng một bệnh thận mãn, hoặc có thể là nặng hơn biểu hiện tiểu đạm rất là nhiều gây ra hội chứng thận hư vân vân, thì chúng ta có thể điều trị kháng virus khi chúng ta phát hiện được HBV DNA. Còn đối với bệnh nhân mà chạy thận nhân tạo á, thì chúng ta chỉ cần phát hiện HBs AG dương thôi là chúng ta đã điều trị rồi. Chúng ta không quan tâm đến men, không quan tâm đến tình trạng HBeAg cũng như là tình trạng sơ hóa. Và thuốc kháng virus trên những cái đối tượng này thì chúng ta vẫn ưu tiên là TAF. TAF là tenofovir alafenamide 25 mg vì nó ít độc thận và hoàn toàn không phải giảm liều và dùng được khi độ lọc cầu thận trên 15 ml/phút. Trong khi entecavir cũng ít độc thận, tuy nhiên entecavir chúng ta phải điều chỉnh liều khi độ lọc cầu thận dưới 50, còn TDF chúng ta nên hạn chế. Và thời gian đối với bệnh lý thận do HBV thì hầu như điều trị không xác định. Đối với những bệnh nhân có bệnh thận do virus viêm gan B thì hầu hết chúng ta chỉ cần điều trị kháng virus, thường là sẽ dùng tenofovir alafenamide 25 mg. Chỉ có một số trường hợp mà nó nặng, ví dụ như là có cái tổn thương cầu thận tiến triển nhanh hoặc là có viêm đa nút động mạch có biểu hiện nặng á, thì chúng ta mới cần phối hợp với thuốc ức chế men chuyển hoặc là lọc máu hoặc là kết hợp với kháng virus. Kết hợp với kháng virus. Một số cái tổn thương thận do thuốc kháng virus gây ra, ví dụ như tenofovir 300 mg hay là TDF đó, hoặc là adefovir, thì người ta thấy có liên quan đến độc tính trên thận, tổn thương ống thận gần, hội chứng Fanconi và loãng xương. Có nghĩa là không chỉ theo dõi creatinine đâu, creatinine là nó gây tổn thương, giảm chức năng thận rồi. Chứ còn chúng ta tổng phân tích nước tiểu đôi khi chúng ta sẽ thấy có tổn thương ống thận gần, chúng ta thấy có thể là có tiểu tiểu đường do ống thận, vân vân. Thứ hai nữa là riêng entecavir thì cũng có liên quan đến nhiễm axit lactic, và hầu hết những cái thuốc ví dụ như là lami hay là adefovir, entecavir, tamiflu và tenofovir mà loại 300 mg á, thì độ lọc cầu thận dưới 50 là chúng ta đều phải chỉnh liều hết. Chỉ riêng là tenofovir alafenamide 25 mg thì chúng ta không cần chỉnh liều nếu độ lọc cầu thận trên 15 ml/phút hoặc là bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy độ an toàn của tenofovir alafenamide 25 mg so với TDF, một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp từ 26 thử nghiệm lâm sàng. Thì người ta thấy rằng với một cái tổng thời người năm theo dõi là 12.500 người năm, kể cả người lớn và trẻ em, thì cho thấy rằng là cái TAF này nó an toàn với thận. Đây, TAF, những cái biểu hiện tổn thương liên quan đến thận ha, hoặc những cái tổn thương mà phải ngưng thuốc do thận thì hầu như là nó không không có đáng kể hoặc rất là ít.
so với TDF có ý nghĩa thống kê. Một nghiên cứu khác vào năm 2020 thì họ thấy rằng khi họ chuyển những bệnh nhân mà viêm gan B có bệnh lý thận đang sử dụng tenofovir sang tenofovir alafenamide là TAF 25 mg á, thì người ta thấy rằng là bệnh nhân viêm gan B mãn bị suy thận hoặc bệnh thận mãn, kể cả giai đoạn cuối đang lọc máu, thì khi sử dụng TAF thay thế TDF thì ức chế virus vẫn duy trì tốt và sự an toàn của xương thận ổn định được cải thiện, và sau khi chúng ta sử dụng khoảng là 48 tuần là 1 năm. Một nghiên cứu khác trên bệnh nhân mà được ghép thận, trên bệnh nhân đã được ghép thận thì đang sử dụng thuốc tenofovir hoặc là entecavir, chúng ta chuyển sang TAF tức là tenofovir alafenamide, thì người ta thấy rằng là khi chuyển sang như vậy thì cái hiệu quả nó tốt, ví dụ như khả năng mà mất HBV DNA không phát hiện được sau 24 tuần nó tăng lên đến 96,7 so với 76,7, và cái bình thường hóa men gan chỉ trong vòng 24 tuần thì nó tăng lên 86,7 so với 73,3 nếu mà chúng ta không chuyển sang TAF. Và về chức năng thận thì người ta thấy rằng ở những bệnh nhân ghép thận mà sử dụng TAF thì nó cải thiện cái khả năng cải thiện cái khả năng mà tuân thủ thuốc tốt hơn, và những cái thay đổi về mật độ xương khi chúng ta chuyển sang như vậy thì nó có vẻ như là nó tốt hơn với cái OR của nó là 1,3 và 1,4 so với trứng. Trên đối tượng mà có bệnh thận mãn thì cái vấn đề chích ngừa viêm gan B nó như thế nào? Thì trên cái bệnh nhân mà có bệnh lý thận mãn á, thì chỉ có 50 đến 85% bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì đạt được cái mức kháng thể bảo vệ tức là HBS anti-HBS hay HBsAb á, là trên 10 đơn vị trên ml sau khi tiêm vaccine, trong khi dân số chung những người bình thường là 95%. Trên 40% thì đáp ứng với vaccine, nhưng mà cái mức để anti-HBs không phát hiện được sau 3 năm chủng ngừa là đã đến trên 40%. Do đó, đối với những cái đối tượng mà bệnh thận mãn đặc biệt chạy thận nhân tạo là chúng ta phải theo dõi cái ngưỡng kháng thể bảo vệ anti-HBs, đặc biệt sau 3 năm chúng ta phải đánh giá và chủng ngừa nhắc lại. Đối với cái liều chủng ngừa thì nó gấp đôi liều chuẩn, gấp đôi liều chuẩn chuẩn bình thường mình xài liều chuẩn ha, để gấp đôi liều chuẩn. Người bình thường thì xài 4 liều, thì đối với người bệnh thận mãn là xài 3 liều, chứ đối với người thận mãn thì xài 4 liều, và họ tiêm trong cơ Delta vào tháng 0, 1, 2 và 6. Đối với người bình thường sẽ là 0, 1 và 6. Và chúng ta phải định lượng sau khi cái liều cuối cùng. Nếu chúng ta sau khi cái liều cuối cùng chúng ta định lượng sau 1, 2 tháng mà chúng thấy cái ngưỡng bảo vệ của nó dưới 10 đơn 10 mili miliui trên ml thì chúng ta phải chủng ngừa lại. Và hàng năm chúng ta phải xét nghiệm HBsAg và định lượng kháng thể hàng năm. Và khi nồng độ nó giảm dưới 10 thì chúng ta tiêm nhắc lại. Nhưng mà thông thường chúng tôi thấy dưới dưới khoảng 100 là chúng tôi đã tiêm nhắc rồi. Chúng ta qua một cái đối tượng nữa là đồng nhiễm HBV và HCV. Cái đối tượng mà đồng nhiễm HBV, HCV thường hay gặp trên cái những cái người tiêm chích ma túy, những người HIV, thì là nó có ba cái dạng. Một cái dạng là cả con B và con C đều hoạt động thì chúng ta sẽ thấy là HBsAg dương, anti-HCV dương, đồng thời HBV DNA và HCVRNA đều phát hiện được. Cái dạng thứ hai là dạng nhiễm ẩn con B trong khi con C thì hoạt động, thì lúc đó con B mình làm HBsAg nó sẽ âm, nhưng chúng ta định lượng thì nó có thể phát hiện được với những cái phương pháp nhảy anti-HCV dương và HCVRNA dương. Cái nhóm mà HCV hoạt động trên cái người mang HBsAg thì HBsAg dương, nhưng chúng ta định lượng tải lượng virus B thì nó âm tính và chúng ta phát hiện được HCVRNA. Như vậy chúng ta có 3 nhóm. Khi chúng ta điều trị viêm gan C trên cái người mà đồng nhiễm với con B á, thì nó có cái nguy cơ tái hoạt con B, gọi là reactive con B, và con B nó sẽ reactivation, con B nó sẽ bùng lên và nó sẽ gây ra một cái bệnh cảnh là gọi là viêm gan bùng phát, hoặc là những cái đợt bùng phát cấp của con B, và nó có thể dẫn đến những cái mất bù của gan hoặc là có thể dẫn đến suy gan. Thì đây là các nghiên cứu trên thế giới khi họ làm thì họ đánh giá cái nguy cơ tái hoạt khi điều trị viêm gan B. Thì một số nghiên cứu thì không thấy nguy cơ tái hoạt, nhưng một số nghiên cứu thì thấy có khả năng tái hoạt. Ví dụ như ở đây làm 9 người thì có 3 người tái hoạt, ở đây 79 người thì có 30 người tái hoạt, vân vân.
Và vấn đề khi mà tái hoạt, vấn đề phòng ngừa điều trị tái hoạt như thế nào ở bệnh nhân viêm gan C đang điều trị thuốc DAA, tức là Direct Acting Agent, tức là tác nhân kháng trực tiếp đối với viêm gan C thì như thế nào? Thì hầu hết các cai lai trên thế giới, dù Mỹ, châu Âu hay là châu Á Thái Bình Dương, đều bắt chúng ta phải làm test HBsAg trước khi chúng ta phát hiện bệnh nhân bị nhiễm C. Tất tần tật đều phải làm hết. Và chúng ta phòng ngừa như thế nào? Thì đối với Mỹ thì họ không khuyến cáo chúng ta theo dõi HBV DNA và men gan. Họ khuyến cáo chúng ta là không cần thiết phải phòng ngừa nếu bệnh nhân không có chỉ định điều trị viêm gan B, và chúng ta chỉ cần theo dõi HBV DNA và men gan mỗi 4 đến 8 tuần lễ và 3 tháng sau khi chúng ta ngừng thuốc. Còn đối với châu Âu thì họ khuyến cáo chúng ta cùng lúc nếu chúng ta phát hiện HBsAg dương thì chúng ta điều trị phòng ngừa luôn bằng thuốc kháng virus cho đến 12 tuần sau khi chúng ta ngừng thuốc kháng virus trực tiếp của con C, và sau đó chúng ta đánh giá lại nếu có chỉ định thì điều trị, còn nếu không thì chúng ta ngừng. Đối với Aspaveg, tức là của châu Á Thái Bình Dương, thì họ khuyến cáo là gì? Nếu bệnh nhân này là xơ hóa tiến triển, tức là F3, F4, hoặc là xơ gan, hoặc trước đây có ung thư, thì chúng ta chỉ định điều trị kháng virus cùng lúc với chúng ta điều trị kháng virus con B và con C cùng lúc luôn. Còn nếu bệnh nhân không có xơ gan, không có F3, không có ung thư, không có chỉ định điều trị con B, thì chúng ta đôi khi chúng ta không cần, vấn đề phòng ngừa hoặc là theo dõi sát thì cũng đã được khuyến cáo. Và chúng ta có thể là theo dõi 24 tuần sau khi ngừng DAA, tức là có thể là chúng ta không cần thiết phải sử dụng thuốc DAA, thuốc kháng virus của con B, mà chúng ta có thể theo dõi sát và 24 tuần sau khi đó chúng ta theo dõi. Sau khi mà chúng ta ngưng cái DA thì chúng ta cũng phải theo dõi 24 tuần sau, tức là 6 tháng, thì chúng ta quyết định có nên điều trị kháng virus hay không. Còn điều trị con B thì tất cả đều theo cái quy luật hướng dẫn, đều đều nếu bệnh nhân có viêm gan C thì điều trị con B chỉ định thì nó cũng giống giống như những cái hướng dẫn của những cái người bình thường, và bổ sung thêm, đặc biệt đối với châu Âu á, thì họ khuyến cáo sử dụng phòng ngừa luôn ngay từ đầu. Vấn đề đồng nhiễm với HIV thì theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2022, người ta thấy rằng khoảng 1% bệnh nhân nhiễm HPV thì bị nhiễm HIV, tức là khoảng 2,7 triệu người, và tỷ lệ nhiễm HPV toàn cầu ở người nhiễm HPV là khoảng 7,4%. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là điều trị cho tất cả bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm HIV bất kể giai đoạn bệnh, và thuốc được khuyến cáo là tenofovir, vì tenofovir được nó có trong phác đồ điều trị HIV, là liệu pháp đầu tay trong điều trị đồng nhiễm. Ở cái người mà đồng nhiễm B và C thì nó có những cái biến cố bất lợi. Thứ nhất là nó tiến triển đến xơ gan nhanh hơn so với người không nhiễm HIV, nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan cao hơn, tử vong liên quan đến bệnh gan cao hơn, và nó cái đáp ứng điều trị nó giảm hơn so với cái người chỉ nhiễm HPV mà không nhiễm HIV. Về vấn đề điều trị đồng nhiễm thì quan trọng là vẫn theo những cái khuyến cáo quan trọng và những cái thuốc khuyến cáo giữa B và HIV, và lúc đầu điều trị theo ART, bất chấp cái CD4, thì chúng ta có thể là cái phác đồ liên quan đến vấn đề thường thường là phối hợp với TDF hoặc là TAF trong cái phác đồ điều trị HIV. Cuối cùng là cái biểu hiện ngoài gan. Cái biểu hiện ngoài gan á, thì là con B á, con virus HB á, thì nó con virus B thì nó không phải chỉ biểu hiện ở gan đâu, nó có thể biểu hiện ở ngoài gan. Trong đợt cấp thì nó có thể gây ra biểu hiện toàn thân giống như cúm, giống như là cảm cúm cảm, hoặc là những cái cryoglobulin máu ở khớp, nó có thể đau đa khớp hoặc viêm khớp, viêm khớp. Ở da thì nó có thể gây ra viêm viêm da nổi sần lên ở, hoặc là mày đay, hoặc là viêm mạch máu. Ở thận thì có thể viêm viêm cầu thận màng, và ở thần kinh nữa. Còn mãn tính thì nó gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nó có thể gây ra lymphoma không Hodgkin, có thể gây ra những cái biểu hiện về da hoặc là những cái mảng purpura, những cái chấm xuất huyết. Hoặc là ở thận thì nó có thể gây ra viêm cầu thận tăng sinh màng, hoặc là bệnh thận IgA, và nó có thể làm ALA dương tính hoặc là SNA dương tính. Thì những cái biểu hiện ngoài gan thì thông thường là những cái biểu hiện ngoài gan họ sẽ chỉ định điều trị, bất chấp tải lượng virus là bao nhiêu thì họ cũng có chỉ định điều trị. Biểu hiện ngoài gan nếu mà viêm đa nút động mạch thì họ phối hợp vừa trước đây là lamivudin, bây giờ là họ sử dụng tenofovir đó, hoặc là sử dụng lamivudin, corticoid, hoặc là thay huyết thanh.
À, ví dụ như còn những cái micro cryoglobulin máu á, viêm mạch máu á, hỗn hợp á, thì sử dụng steroid phối hợp với những cái thuốc liên quan đến kháng virus hoặc entecavir hoặc adenovir vân vân. Viêm vi cầu thận màng, viêm vi cầu thận màng tiến triển nhanh á, thì họ cũng viêm vi cầu thận xơ hóa màng, chứ xơ hóa màng thì steroid phối hợp với thuốc kháng virus viêm gan B. Đó là những cái chỉ định mà liên quan đến những cái biểu hiện ngoài gan. Thì chúng ta nhớ là khi khám một bệnh nhân viêm gan B á, thì chúng ta cần lưu ý tìm những cái biểu hiện ngoài gan, và thường gặp nhất là cái tổn thương thận do HPV. Thì là đây là cái phần đầu tiên liên quan đến các đối tượng đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Và cái bài kế tiếp thì tôi sẽ có thời gian tôi sẽ gửi cho các bạn là cái phần tiếp theo trên các những cái đối tượng khác. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các anh chị và các bạn.